Xin chào bà con. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2020. Em xin phép được bắt đầu quay video chợ chó Bắc Hà. Đây là một chú chó Bắc Hà rất là đẹp, trọng khoảng 30 cân. Đực. Các bác nhìn nào. Thân hình trông rộng rất là đẹp luôn, rất to. Đấy. Đốm lưỡi này, các bác nhìn này. Em sẽ cập nhật giá cả hiện tại và đang đi quay clip cho các bác xem. Rất nhiều chó đẹp này. Đẹp quá anh Minh. Bạn này đẹp này. Đẹp chưa? Ôi, con đực đẹp thế nhỉ? À, đây cũng là đàn cọc rồi các bác này. Bao tiền một con cọc các bạn ơi? 3 triệu. 3 triệu nhá. Cọc 3 triệu một con. Con sù và trắng kìa. Sù trắng 9 triệu. 9 triệu à, đẹp nhờ. Đó thế. Rất đẹp luôn. Tuyệt vời. Ủa, con đực này đẹp này. À, con to này, con cái à? À, đực, đực, đực. Ủa, con cọc đẹp thế nhờ. Bao tiền nhá. Không buộc đấy nữa, cái ơi. Cọc bao tiền, cọc bao tiền. Cuốn vào nhau buộc xa ra. Cuốn chó đi bạn ơi. Anh vừa tách con của Hải lên này. Cuốn vào nhau thì mới được. Nào thì ôm một con chó để quay pin nào. Ôm con này, ôm con này. À, con đấy à. Không cắn đâu. Ôi, đẹp thế. Rồi. Bạn ở trong miền Nam nhỉ? Giọng miền Nam đúng không? Miền Trung. Miền Trung à? Ở tỉnh nào đấy? Quảng Trị à? Ồ, Quảng Trị đến Bắc Hà này. Ôi giời, con chó đẹp chưa? À, đẹp thế nhỉ? Con chú dùng áp gì đẹp thế? Con chú áp gì đẹp thế? Bạn gì ơi, con đi bao tiền đấy? Bao tiền đấy? 5 triệu rưỡi được trắng đẹp đấy. Ừ nhỉ. Đây tạm thời đi đây có đàn hươu mông cọc nhá. Bao tiền con chó trắng này? Hả? Bao nhiêu? Ồ, 2 triệu rưỡi con này à, con vàng nhá. Con này 1,5 triệu này. Con này 1,5 triệu nhá. Anh ơi, con này bao tiền đây? Triệu 7 một con ạ. À. Con cọc cuôi này 1,7 triệu nè các bác này. Đó, người Mông người ta mang chó trên bản xuống này. Anh cho con nhỏ nhỏ cái đứng dậy thế nào. Đấy, con này đứng dậy nào. À rồi. Con cái à? Con cái á. Ờ, 1,7 triệu này, con này được cái. Con cái. Con cái à? Con lưới hay con nào? Con nhỏ nhỏ cái bao tiền? Thấy bao nhiêu? 1,5 triệu ạ. Rồi. 1,7 triệu, 3,4 triệu, 1,5 triệu. 4,9 triệu, 3,4 con này. À, tiếp tục kìa. Con chó mèo bao tiền ơi? 7 triệu ạ. 7 triệu con lông mồm này các bác này. 7 triệu con lông mồm này. 7 triệu nhá. Chó đắt thế nhở? Con sù kia bao tiền đây? Con nào? Con trắng à? 4 triệu. 4 triệu con trắng ạ. À. Được cái đây? Được. Được à? Con đen này của ai đây? Bao tiền? 6 triệu 2 con. Ok, sao chắc mở con này nha. Sao? Quán không cao rồi à? Em tán rồi, anh có. Em bảo con này à? Bế nó lên, bế nó lên. Bế nó lên. Bế cao đây sao? Được cái ấy. Con này được à? Được.
quá, đắt quá, bọn em không không dám nhập. Nhập vào bán khó lắm. Con này bao tiền đấy bạn ơi? Con này 3,7 triệu. 3,7 này, 3,7 triệu này. 3,7 triệu bà con ạ. Đấy, giá chó hiện tại hôm nay có khả năng hơi căng hơn mọi khi sao? Con này con trong này lớn chép à? À, trong lớn chép bao tiền đấy cô? 700 rồi. Ô đây gà hầm ông bao tiền một cân đấy? Dạ. Bao tiền một cân? 180.000 một cân thôi chú ơi. 180.000 một cân gà này các bác này. Ngon nhỉ, gà ngon nhỉ. Gà mông nhá. Gà thịt đen xương đen đấy, 180.000 này. Đẹp quá. Vâng, có đem cọc nãy đẹp quá. Con này là 2 triệu này. Đúng rồi, Phận mua vừa bán, vừa hơn giả 3 triệu xong giờ quay ra lại đòi 3 triệu rưỡi. Ủa nào? 3 triệu mua không? Hả? 3 triệu 2 triệu 8. Tiền mặt này tôi chưa đéo tiền. Là bán đẹp tôi toàn bán cho không có bà thôi, cứ không có bà này làm cây. Bán đẹp thôi. 3 triệu rưỡi bên bán con này. 3 triệu rưỡi? Không, 3 triệu. Đúng rồi, ok, đéo mua. Mà tôi đã đéo mua, đéo ai mua. Các bạn ơi, chó đây, chó đây, chó đây. Chó đây, ô, con này bao tiền đây? Em mua anh ạ. Em mua à? À, lúc ấy hai vợ chồng mua anh nhỉ? Bao tiền mua, bao tiền con đấy đấy? Triệu 2 à? Ờ, vừa mua bạn này vừa mua con này 1,2 triệu này các bác này. Đẹp quá. Chưa triệu, chưa triệu auto. 6 triệu. 6 triệu hai con là bắt. Chưa triệu auto thì mua. Con đường đấy. Có một số cái à? Không có. Con này cao được cả. Cái có một con chứ. À, nhà có một con này. Nhưng mà để đây à. Sao không người mông thế này khôn thế? Ờ, cứ để cái ở nhà thôi nhờ. Con để cái ở nhà thôi. Sao không có cái mốt nào? Con này bao tiền? Con này 4 triệu. Đấy, này 3,5 triệu là 4 triệu. Con đen có đốm nữa không? Con đen có đốm nữa không? Con đen đấy, đen đấy. Mày cái sao nào? À, có đúng đấy. Nó cứ trong này đấy. Chưa chịu auto thì chú ạ. Chưa chịu auto. 6 triệu. À, chưa chịu auto thì chú ạ. Khá chào đây. Các bạn ơi, mời các bạn xem con chó này. Nào, xem đây. Nó luôn chỗ hàng trong. Ơ, tập. Các bạn ơi, đang làm giá vẫn chưa được các bạn. Sắp mua được rồi. Giảm xuống là mua được. Thì các bác nhiều quá các bác có thể comment lên đây để em xem cho các bác quay làm cái gì cái con chó với ba nó bẩn này. Giải quyết cái gì? Nó không cho mình quay được. Cứ quay xong nó tưởng gì nó đòi lên giá. Cậu cậu phải bao tiền đấy? 65 anh ơi. Chuẩn không đấy? Chuẩn ạ.
đuôi cơ. Em đang kiểm tra đuôi các bác nha. Đuôi con này chuẩn không? Đuôi chuẩn, nhưng mà giá hơi căng. Giá chợ đang là 6,5 triệu. Rồi đi vào chỗ này xem nào. Thế này các bác này, bỏ tiền ăn gà này rất ngon, 180.000 cân này ở chợ này. Đấy, mua về nó hao cũng còn một nạn thôi. Em cọc đen trên vết. Màu lông thì hai con bao tiền một con? Con này 1,5 triệu, con này 2,5 triệu. Con này 1,5 triệu, con này 2,7 triệu này. Ừ. Đấy, này đắt thế nhỉ? Ô, này chó đắt thế nhỉ? Hay chợ chó đắt các bác ạ, tự nhiên chợ chó hôm nay rất là đắt luôn. Con này đẹp nhỉ? Cọc nó tiền luôn. Đây đây, bắt đầu từ con cọc này. Con cọc này bao tiền? Con cọc đến 10 triệu anh. Cọc 10 triệu này. Con trắng này? Trắng 5,5 triệu. Con đỏ kia? Con đỏ sao kia? Đây. Anh ơi. Con đỏ bao tiền? Đỏ anh nào? Con này à, là 9 triệu. 9 triệu. Đây. 9 triệu con này ạ. À? Đây à, 10 triệu em con này ạ. Ồ, 9 triệu con đỏ đực này đẹp chưa này? Không đưa tù mà. Trong lô này. Vàng 7 triệu ạ. Đỏ đậm 12 triệu này. Con đực này cũng 12 triệu này. Đấy. Cọc cọc bao tiền một con đấy? Cọc 3 triệu một con này. Ôi, con này đẹp thế nhở? Con này bao tiền? 15 triệu này. Con cái à? Cái. Con đấy bao tiền? Cái 15 triệu này. Ủa. Con trắng này bao nhiêu? À con trắng này vừa hỏi nó 2 triệu này. Con đen này cũng vừa hỏi nó 2 triệu 2 này. Trống là gì? Bỏ sớ cả. Bỏ này thôi. Đây là con đen này là người ta bán 2 triệu này. À con trắng này. Con đen đỏ tuyển này là người ta bán 3 triệu này. Nhiều chó đã cổ, rất nhiều chó, rất nhiều người đang chuẩn bị mua chó rồi. Đấy, tạm thời giá chó là cũng đang rất là căng nhá các bác nhá. Đây là gió tại chợ đấy, còn mua vào và bán xuống dưới xuôi là phải muốn con lãi 1 triệu nữa. Con này đẹp quá nhỉ, 15 triệu con cái các bác ơi. Đẹp nè, lông rất đẹp luôn. Con này có cuôi to này. Con vàng cái bao tiền? 10 triệu con vàng này. Đấy, con vàng là 10 triệu nhá. Rồi, chiều thời lượng của em đến đây thôi đã nhá. Part 1 nhá, part 2 tí tiếp theo nhá.